Chương 4. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới. Điều 25. Trách nhiệm của chính phủ. 1. Ban hành chiến lược, chính sách mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, hàng năm báo cáo Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 2. Trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới. 3 chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. 4. Tổ chức thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, chỉ đạo tổ chức công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 5. Công bố chính thức các thông tin quốc gia về bình đẳng giới, quy định và chỉ đạo thực hiện tiêu chí phân loại giới tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước. 6. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ và chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân về bình đẳng giới. Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 1. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành chiến lược, chính sách mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 2 xây dựng và trình chính phủ ban hành hoặc ban hành hướng dẫn theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới. 3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 4. Tổng kết báo cáo chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 5. Chủ trì phối hợp với bộ cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 6 kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bình đẳng giới. Điều 27. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm sau đây: a. À, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực mà mình quản lý. 2. Nghiên cứu kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. 3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực mà mình quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới. Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. 1 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tại địa phương. 2. Trình hội đồng nhân dân ban hành hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới theo thẩm quyền. 3. Tổ chức thực hiện pháp luật về bình đẳng giới ở địa phương. 4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bình đẳng giới. 5 tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho công dân địa phương. Điều 29. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. 1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức. 3. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới. 4 tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện bình đẳng giới. Điều 30. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 1. Thực hiện các quy định tại Điều 29 của luật này. 2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 3. Phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan bồi dưỡng giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị. 4. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Điều 31. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình. 1. Trong công tác tổ chức, cán bộ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây? A. Bảo đảm các bộ, công chức, viên chức, người lao động, nam, nữ, bình đẳng trong việc làm, đào tạo, đề bạc, bổ nhiệm và hưởng phúc lợi. B. Bảo đảm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nguyên tắc bình đẳng giới. 2. Trong hoạt động, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây? Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và bảo đảm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức mình và có báo cáo hàng năm. B. Bảo đảm sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam, nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. C. Giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý. D có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và gia đình. D. tạo điều kiện phát triển các cơ sở phúc lợi xã hội, các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao động gia đình. Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình. 1. Trong công tác tổ chức và hoạt động, cơ quan, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại Điều 31 của luật này có trách nhiệm sau đây: a phải bảo đảm cho nam nữ bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng. B. báo cáo hoặc cung cấp kịp thời thông tin về bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. C. đề xuất hoặc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới liên quan đến hoạt động của cơ quan tổ chức mình. 2. căn cứ vào khả năng, điều kiện của mình, cơ quan tổ chức chủ động hoặc phối hợp tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới sau đây: tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho các thành viên của cơ quan tổ chức và người lao động b bố trí cán bộ hoạt động về bình đẳng giới c tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm tăng cường bình đẳng giới d dành nguồn tài chính cho các hoạt động bình đẳng giới d tổ chức hệ thống nhà trẻ phù hợp để lao động nam nữ kết hợp hài hòa giữa lao động sản xuất và lao động gia đình e hỗ trợ lao động nữ khi tham gia đào tạo bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi. G tạo điều kiện cho lao động nam nghỉ hưởng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh con. Nhà nước khuyến khích thực hiện các hoạt động quy định tại khoản này. Điều 33. Trách nhiệm của gia đình. 1. Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới. 2 giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân tích hợp lý công việc gia đình. 3. chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn. 4. đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác. Điều 34. Trách nhiệm của công dân. Công dân nam nữ có trách nhiệm sau đây. 1. học tập, nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới. 2 thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới. 3. phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới. 4. giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng của cơ quan tổ chức và công dân.